Xin chào các bạn. Đến mùa hoa sen súng rồi các bạn ơi. Đây, hoa vườn nhà hôm nay giới thiệu với các bạn là cái dãy súng mà hoa vườn nhà trồng ở dưới dưới ao nhá. Đây là súng Thái nha các bạn nhá. Có rất nhiều màu nhưng mà mình vẫn thấy cái hoa màu này là màu cam. Đây là màu hồng này, hồng cam này. Và màu tím nó nở thôi, còn những cái hoa màu trắng, màu vàng thì chưa thấy nó nở, chưa thấy nó lên bông. Đây màu tím này. Màu tím này. Các bạn thấy đẹp không? Để quay gần cho các bạn xem này. Đấy, màu này là màu tím Huế nhá. Màu là màu kinh điển của hoa súng đấy. Còn những cái màu cam này, rồi màu trắng, màu vàng thì nó là cái màu rất là mới, rất là hiện đại. Đây rất là đẹp. À, đây có một cái màu tím đang thấp thò đây. Các bạn thấy lá tốt không? Lá tốt nó còn vươn lên cao. Thường thường súng là nó hay bơi dưới nước này, nhưng mình trồng lá nó tốt, nó còn vươn lên như là kiểu cây sen. Ngoài kia thì mình trồng sen cả. Trồng sen cả nó đang lên rồi. Đó. Ao này mình thả rất là nhiều ốc nhồi cho nên là nó cũng ăn mất một phần. Tuy nhiên chả sao cả. Sống cộng sinh với nhau mà, rất là ok. Không vấn đề gì đâu. Rất là đẹp nhỉ, các bạn thấy ok không? Ôi, cái túi dưới bóng che mất hai cái nụ luôn, làm cái nụ này bé. Đây là cái màu tím nhưng mà nó có lấm tấm. Đây, hai cái này ở dưới cái túi ni lông luôn. Thật ra là có rất là nhiều cái nụ nó sẽ ở dưới cái phiến lá này này. Mình không để ý đâu. Xong rồi nó lên cao là bắt đầu. À đây đây. Bạn nhìn chưa? Đấy, nó không thò lên luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó rúc ở dưới này. Bị lá nó che khuất. Mình không vạch ra là nó, mình không để ý được nó. Đây. Trong này có mấy cái nụ này các bạn nhìn này. Đấy mấy cái nụ kìa. Đấy. Rất là to nhá, chuẩn bị nở. Đây nụ đây này. Nhiều nụ không? Đỉnh cao luôn. Rất là uy tín luôn nhá. Để có cả rau muống hoặc ở đây. Đây, nụ này, nụ này, do đây nụ bơi đầy dưới nước này. Đây đấy, rất là nhiều nụ luôn. Đấy, hoa này, đây đây nụ này, nụ này đấy, sắp sửa lên đấy, sắp sửa đến mùa nó nở rộ rồi. Đây nụ nữa này, đấy, sạch này đi không hoa lên nó không bị vấn bèo. Đây con sâu này. Bạn nhìn con sâu. Đấy con sâu này xong rồi bắt đi. Bắt mang vào cho con chim ăn. Ok, cho con chim hoặc con sóc ăn con sâu thích ấy. Xin cảm ơn các bạn nha. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà nhé các bạn nha.